ngày thứ ba tại Singapore thì vừa bước xuống khách sạn định đi ăn thì thấy mọi người tụ tập đông quá, thì giờ vô thấy vòng hoa đồ này nọ mới biết là đám cưới và con hai họ đang ngồi kìa. Đúng rồi. Cóc má. Ủa vậy hả? Thương quá à. Trưa nay thì sẽ qua rạp để mà chạy và tối sẽ diễn luôn. Thì bây giờ còn vài tiếng đồng hồ buổi trưa thôi, phải tranh thủ đi chơi, đi ăn uống cho biết cái khu này thế nào đây. Hiện tại thì dự bước tới một cái hồ nước là Lake of Dreams, là hồ nước của những giấc mơ. Bây giờ là thử mình ước coi có thành hiện thực không ha. Ước gì? Tôi đang ở Singapore. Singapore thiệt nè quý vị. Dễ thương quá à. Dũng ước gì? Ở đây ước cái gì? Ở đây là ước hồ của những giấc mơ nè. Không, anh không có ước hồ này. Đồ. Vui quá. Dự sẽ ăn trong cái khu mà gần rạp diễn luôn. Đây chính là Resort World Convention Center. Chúng ta làm rất we'll be right back.
lại sân khấu rồi, ráp hoài kỹ rồi, về ăn uống cho no nê, lấy tinh thần bắt cấp lên diễn. Món quen thuộc dân dã mà nhìn là thèm là mì gói đây. Mì trộn cho đỡ ngán nha, mì nước ngán lắm. Vô đây thôi, bỏ xúc xích vô nữa là ngon. Đều màu chỉ mọi người một cách xúc, một cách là lấy xúc xích ra, không cần dao, không cần kéo, cầm hai cái này, không cần dùng răng luôn nữa, gãy răng dặn nha, đó nó tự bung tự tét ra, thấy không? Một nửa bên này và một nửa bên này rồi. Rửa chất dinh dưỡng nha. Đó, đã có một tô mì trứng xúc xích rồi. Mì cay quá. Vừa cay vừa xúc động, tại vì kết thúc đêm diễn thế này, Thúy Nga Paris Bang Nai số 130, Minh Dự cùng anh Tuấn Dũng đã thực hiện rất tốt, và dù cũng chưa hài lòng lắm đâu, nhưng nhận được sự hưởng ứng và sự thích thú, tiếng cười của khán giả thì cũng rất là mừng khi mà hoàn thành tiết mục tốt đẹp cùng với chú Chí Tài và chú Hoàng Linh. Rất cảm ơn chú Hoàng Linh và chú Chí Tài đã chỉ dẫn cũng như là quan tâm rất nhiều đến Minh Dự và Tuấn Dũng. Mong rằng sau số thứ Nga này, Minh Dự và Tuấn Dũng sẽ được xuất hiện trong những số sau nữa. Chân thành cảm ơn quý vị. Đúng không?